này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành địa giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành vô minh trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành bố thí ba la mật đa trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành pháp không nội trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành chân như trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành thánh đế khổ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế tập diệt đạo trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành bốn tịnh lự trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tám giải thoát trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tám tháng xứ, chín định thứ đại 10 biến sứ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành bốn niệm trụ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát không trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba Ba-la-mật đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba-la-mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba-la-mật đa, nếu chẳng hành mười địa Bồ Tát trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba-la-mật đa. Hết quyển thứ hai